Đợt này về 4 đôi Pioneer F700 anh em nhé. Về 4 đôi liền. Găng để bên ngoài kia một đôi, bên trong này để 3 đôi. Hàng nguyên chất bãi chưa lau chùi. Và thêm một đôi Soli 5050 găng đôi. Găng loa cấu, găng quay qua. Quay qua để anh em nắm được là cửa hàng có hàng về rất nhiều. Còn để một đôi F700 đây. Chuẩn bị đang gói hàng gửi khách đây. Một đôi F700 đây nữa này anh em này. Dòng loa cửa hàng rất thích bán cùng với F45 vì nó vừa tiền cũng như là chất âm nó hay. FV6A cũng hàng vừa về rất nhiều. Cửa hàng nhập những cái mã loa mà nó cơ bản và chất âm nó hay để phục vụ anh em. Tất cả những đôi loa này đều hàng tuyển chọn anh em nhé. Mặt tiền đẹp, màng loa đẹp đấy. Đấy là những cái điều cửa hàng tuyển chọn. Chưa lau chùi đấy, quay luôn để cho anh em nắm được. Màng loa siêu đẹp luôn. Tuyển chọn nó là tuyển chọn ở cái đấy. Còn những cái góc cạnh này, quá trình vận chuyển về mà nó không sớt thì nó không phải là loa cũ. Nó không phải là loa cũ nếu mà nó không sớt đấy. Nó không phải là loa bãi. Với cái dòng loa F700 này thì có đôi thì nó màu nó ám màu nâu xám này. Có đôi thì mid nó sẽ màu vàng, màu ám vàng. Nó theo đợt sản xuất anh em nhé. Đấy. 4 đôi, đợt này có 4 đôi F700 và 2 đôi F45. Anh em cứ qua xem là sẽ mua hàng rất nhiều luôn, tha hồ chọn. Giá bán cực tốt cho anh em chơi. Tầm 6 triệu 2 đến 6 triệu rưỡi một đôi. Hàng bao đẹp bao xịn cho anh em. Đây là đang chạy vào đôi Sony. Anh em nào thích sự mạnh mẽ thì chơi Sony nhá. FV6 mới về thêm này. Đây. Khoa bán đi một đôi FV7A rồi. Nói chung là về thì cũng là những mã loa cơ bản đấy anh em nhé. Về thêm đôi Diatone 73D. Hai đôi về thêm hai đôi Yamaha 690 ba la mã. Hai đôi Yamaha NS700 về thêm. Đấy. Nhiều lắm. Clip này thì quay giới thiệu mấy đôi bên trong này trước. Giá tầm 6 triệu 3 đến 6 triệu rưỡi. Nói chung anh em cứ đến sẽ mua được hàng. Và sẽ du di bớt xăng xe cho anh em. Quan trọng là thiện chí. Và anh em phải lưu ý là hàng bãi đẹp và tuyển chọn anh em nhé. Đây chưa lau chùi. Đấy, quay trực tiếp như vậy để anh em nắm được. Hàng tuyển chọn tương đối đẹp rồi, tương đối đẹp nha. Hàng không bông hóa, lưu ý cho anh em là như vậy, hàng không bông hóa chỉ có đổ keo 502 cho cứng cáp các góc. Nếu mà nó bị móp méo thì cửa hàng sẽ đổ cho nó cứng cáp các móc góc để cho quá trình vận chuyển sau này nó được bền hơn. Đồng Pioneer này thì nghe nhạc rất êm ái, mềm mại. Đôi Pioneer Bass 25 này nhưng mà thùng nó to hơn cả đôi Bass 30. Cao ấy là nó cao hơn. Ok, chào anh em.